Thưa quý vị, thưa các bạn, công nghiệp thực phẩm là một trong các ngành công nghiệp chủ lực được Chính phủ Việt Nam ưu tiên phát triển từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Hiện nay, ngành này đang có xu hướng tăng trưởng mạnh và còn nhiều tiềm năng nhờ vào thu nhập cùng xu hướng tiêu dùng của người dân Việt Nam ngày càng cải thiện. Nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh cao, chiếm lĩnh thị trường nội địa đầy tiềm năng. Số lượng doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm hiện vào khoảng hơn 5.000 doanh nghiệp, tăng 83,8% so với năm 2019. Đây là con số khá tích cực sau 2 năm chống chọi với dịch COVID-19. Trong vòng 5 năm qua, lượng tiêu thụ thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam tăng trung bình 8% một năm. Cùng với đó, các loại rau củ và trái cây chế biến cũng đã chiếm 24,7% tăng trưởng doanh thu của ngành và dự kiến sẽ tiếp tục có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất nhờ vào hoạt động xuất khẩu và lượng tiêu dùng nội địa. Ngành công nghiệp thực phẩm của Việt Nam đang có xu hướng tăng trưởng mạnh và tiềm năng trong khu vực. Thị trường từng bước cung ứng nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh cao, chiếm lĩnh thị trường nội địa và gia tăng xuất khẩu. Với dân số đạt gần 100 triệu người, trong đó thì tỷ lệ dân số 35 tuổi dưới 35 tuổi chiếm khoảng 50% và các sản phẩm chủ lực đóng vai trò đáng kể trong cơ cấu giá trị sản phẩm công nghiệp ở Việt Nam tiếp tục dự kiến tiềm năng tăng trưởng nhanh nhất nhờ vào các hoạt động tiêu dùng nội địa. Cũng như là số liệu nổi bật là lợi nhuận của ngành này thì đã chứng kiến sự tăng trưởng là gần 205%. Hiện nay, toàn tỉnh Nam Định có 251 sản phẩm OCOP đạt hạng từ 3 sao trở lên, trong đó có 212 sản phẩm hạng 3 sao và 39 sản phẩm hạng 4 sao, chủ yếu thuộc ngành hàng thực phẩm. Để mở rộng thị trường tiêu thụ, bên cạnh những kênh truyền thống, các chủ thể có sản phẩm OCOP tại Nam Định đã linh hoạt bán hàng trên các sàn giao dịch điện tử, nên số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng nhiều hơn so với thời điểm chưa tham gia chương trình OCOP. Các sở ngành của tỉnh đã tích cực đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh thông qua việc kết nối các hội chợ, triển lãm về sản phẩm OCOP cho các cơ sở sản xuất trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bố trí, sắp xếp các gian hàng OCOP của tỉnh tại các hội chợ, triển lãm. Công ty tôi thì chuyên sản xuất về con giống và cũng có khu nuôi, tổng khu nuôi khoảng hơn 20 hectare nuôi để chế biến ra, đưa ra thị trường các cái sản phẩm cá sạch đạt tiêu chuẩn để cấp cho các cửa hàng thực phẩm sạch. Thứ nhất là ra thị trường được có sản phẩm tốt, thứ hai là được cái chất lượng của mình tốt ý. Thì mình sản xuất và nuôi trồng, mình áp dụng theo các cái kiến thức về an toàn thực phẩm này, rồi mình liên kết kết hợp với lại mình nuôi trồng và sản xuất theo cái quy chuẩn của APSAT để có được sản lượng tốt. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nam Định đã xây dựng 234 cánh đồng mẫu lớn, 100 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, áp dụng quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp, 27 nhà máy chế biến nông lâm thủy sản và muối, áp dụng tiêu chuẩn HACCP. Tỉnh đang hoàn thiện và phát triển 35 mô hình liên kết chuỗi, xây dựng nhãn mác hàng hóa, đã có 20 cơ sở đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Nhiều sản phẩm xây dựng được thương hiệu, công bố chất lượng đã giúp tiếp cận thị trường tốt hơn, nâng cao giá trị ngay tại thị trường nội địa. Cái mà chúng tôi đang muốn làm là tiếp tục là nâng cao cái chất lượng và quảng bá cái hình ảnh để người tiêu dùng biết nhiều hơn về sản phẩm của mình. Và chỉ có người tiêu dùng mới là người mà có quyết định lựa chọn sản phẩm của chúng tôi hay không. Và cái quan điểm của chúng tôi như đã nói ban đầu là chất lượng là cốt lõi. Trong khi nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm gặp nhiều khó khăn về thị trường, sản xuất, thì doanh nghiệp này thời gian qua vẫn giữ vững được nhịp độ phát triển ổn định, tạo ra nhiều sản phẩm mới, được thị trường ưa chuộng, góp phần gia tăng lợi nhuận và nâng cao thu nhập của người lao động. Để có được thuận lợi này, cùng với việc đầu tư trang thiết bị máy móc, doanh nghiệp luôn chú trọng quá trình giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào đến từng công đoạn sản xuất và thành phẩm. Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm cũng được đặc biệt quan tâm. Vì vậy, từ chỗ chỉ có vài chục đại lý, đến nay, doanh nghiệp này đã phát triển được hơn 100 đại lý bán hàng chính thức tại khắp các vùng miền trong cả nước. Thực hiện cái sứ mệnh đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm uy tín, chất lượng, an toàn và giàu dinh dưỡng, thì
Trong những năm qua thì công ty cũng chuyên luôn đổi mới máy móc trang thiết bị và cũng tích cực là tìm kiếm những nguyên liệu tự nhiên để sản xuất ra những sản phẩm nhu cầu chất lượng cao. Theo thống kê, trong bối cảnh 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 316,65 tỷ đô la Mỹ, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước, thì chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành lương thực, thực phẩm của cả nước cũng giảm. Do vậy, điều cần nhất của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thực phẩm trong lúc này là chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất, triển khai mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại để giúp doanh nghiệp sớm phục hồi, vượt qua khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động, tìm kiếm và mở rộng thị trường. Các cái đơn vị đang sản xuất cá sạch hay là đông trùng hạ thảo hay là sản xuất nước mắm đang là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đầu tư về cái dây chuyền cũng như là công nghệ máy móc để và đồng cái thứ hai nữa là gia tăng giá trị sản phẩm ấy, thì nó góp phần để thúc đẩy kinh tế xã hội cũng như mang lại cái giá trị kinh tế cho người dân lao động cũng như là mang lại cái giá trị kinh tế cho doanh nghiệp. Công nghiệp thực phẩm là một trong những ngành hàng công nghiệp chủ lực được chính phủ Việt Nam ưu tiên phát triển với tầm nhìn dài hạn theo định hướng ưu tiên nâng cao tỷ lệ chế biến các sản phẩm nông sản, thủy sản, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và sức cạnh tranh cho sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Để hoàn thành được mục tiêu này, các doanh nghiệp cần tập trung đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số để đáp ứng với các tiêu chuẩn mới, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước đầy tiềm năng,